Chạy mau, chạy mau, chạy mau. Mau lên, mau lên. Hết đạn rồi. Đại đội trưởng, hùng nhất hổ, tao truy bắt mày mấy năm rồi. Hôm nay chúng ta kết thúc ân oán đi. Đại đội trưởng, mọi người mau rời khỏi đây, không còn nhiều thời gian. Mau đi tới bến tàu, bộ trưởng hứa ở đó đón mọi người. Không, A Anh, tôi ở lại. Mau, đi mau. A Anh, đi, 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 đi mau. Cẩn thận. Đứng lại, đứng lại. Chết đi. Đằng kia, mau chặn chúng lại, mau chặn chúng lại. Điểm hộ tôi, tập trung quả lực, tiết kiệm đạn. Được, đội trưởng, cẩn thận. Ngồi im. Hiểu à, bọn Nhật đuổi tới rồi. Cho mày đè. Đi chết đi. Đội trưởng, lên xe. Rút. Đội trưởng, có sao không? Không sao. Ngồi im.
Chuyện gì vậy? Để tôi coi. Xe hư rồi. Xuống xe. Đi. Đón lấy. Đứng yên. Đứng yên. Đi. Đi. Mau. Bọn Nhật tới rồi. Chú ý ẩn nấp. Mau, bám sát theo. Lên cho tôi. Trung tá Suzuki, lên, bắn. Mọi người lùi lại, tôi yểm hộ. Rút, rút mau. Mau, đuổi theo. Mau lên, mau lên, mau lên. Giúp tôi với. Mau lên. Các cậu mau lên. Mọi người tranh thủ thời gian. Mọi người tranh thủ thời gian. Báo cáo Bộ trưởng Hứa, Đại đội trưởng Hứa đã tới. Tôi biết rồi. Bộ trưởng Hứa, sao anh tới đây? Ở đây nguy hiểm lắm. Tôi không thể bỏ rơi các cậu. Chúng ta áp chế quả lực của địch trước, sau đó phản công. Được. Các đồng chí, chuẩn bị chiến đấu. Các anh em, cố gắng lên. Chuẩn bị. Bắn. Bến tàu Đông Sa. Mau, xuống xe. Mau lên. Mau lên. Mau xuống xe, xông lên. Bắn. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Kinh TV. Đại bảo, bắn đi. Xông lên. Xông lên. Xông lên. Đại đội trưởng qua. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Xông lên. Bộ trưởng Hứa có chân. À, anh đâu?
Sao không nhìn thấy A Anh? A Anh vì muốn yểm hộ chúng tôi hy sinh rồi. Hy sinh rồi. Cô ấy chết rất hiên ngang. Cô ấy chết cùng Huệ Dạ Hương. Sư phụ, nhớ uống thuốc đúng giờ. Tiêu diệt bọn chúng. Bắn. Bắn. Phim được dịch thuyết minh và lồng tiếng tại Trung TV. Rút lui. Đồng chí, sống lên. Sống lên. Sống lên. Có ai không phục không? Lên đây đi. Lên đây. Hay hay hay. Đánh hay lắm. Có sao không? Có sao không? Người anh em gì ơi, từ đâu tới đây? Dám lấy kính xuống không? Hôm nay tôi tới để dạy bọn Nhật một bài học. Hay hay, đánh hay lắm. Đánh hay lắm. Cú đấm vừa rồi tao đấm giùm 300.000 đồng bào của tao. Thằng khốn kiếp, thằng khốn kiếp. Cú đấm này tao đấm giùm người dân Gia Hải. Sư phụ, sư phụ. Hay, đánh hay lắm. Hảo hán, đánh hay lắm. Người Nhật chúng tôi đối xử rất tốt với mọi người, giúp mọi người lật đổ chính quyền của Tưởng Giới Thạch, tiêu diệt đảng Cộng sản, cùng mọi người xây dựng khối thịnh vượng chung Đại Đông Á.
Chạy mau, chạy mau. Chạy mau, đuổi theo. Chạy mau. Mau. Chạy mau. Mau, mau. Mau. Đuổi theo. Đuổi theo. Cô ta là ai? Tưởng Mỹ Mỹ. Tưởng Mỹ Mỹ. Đừng kháng cự nữa. Trưởng quan nói, nếu cô đầu hàng, sẽ trọng dụng cô. Khốn kiếp. Trưởng quan, cô ta là đặc vụ quân thống, phải bắt sống cô ta, giết chết cô ta. Trưởng quan, trưởng quan đuổi theo cô ta. Tôi bảo vệ cô ta. Đi đi. Các anh em đi theo tôi. Đuổi theo. Chạy đi. Trưởng quan, khốn kiếp. Tưởng Mỹ Mỹ đâu? Trưởng quan, hay là chúng ta đi về đi. Trưởng quan, khó khăn lắm mới bắt được một con cá lớn, là để cô ta chạy thoát. Không thể ngờ. Thật sự là không thể ngờ. Trưởng quan, tôi nghĩ rằng như vậy càng tốt. Cô ta sẽ sống dở chết dở. Cút. Đi, đi. Mau lên. Đại đội trưởng, thông tin chính xác không? Có nhiều súng như vậy thật sao? Yên tâm đi, đồng chí A Cường phải bảo hiểm tính mạng mới có được thông tin này, chắc là không sai. Được. Đặc phái viên, đặc phái viên, tiếp theo nên làm gì? Phải cướp vũ khí, nhưng phải dùng mưu trí. Đúng, tuyệt đối không được dùng súng. Bây giờ bọn Nhật vận chuyển vũ khí bằng tàu, chúng ta không thể cướp. Tôi nghĩ chúng ta phải cướp vũ khí ở bến tàu. Nhưng mà bọn chúng canh gác nghiêm ngặt, chúng ta phải nghĩ cách. Đồng chí Lão Thạch kiến nghị chúng ta ra tay từ quân Hòa Bình. Tại đồn kiểm tra của quân Nhật và quân Hòa Bình có rất ít người, chúng ta có thể ra tay ở đó. Được, chúng ta có thể cải trang thành quân Nhật, khống chế đồn kiểm tra. Ý kiến này hay. Được, bây giờ chúng ta hãy tới Gia Hải diễn một vở kịch hay. Được. Thank you.
Trưởng quan. Thiếu gia, thiếu gia, yên tâm, cứ ở nhà đi. Chào. Trưởng quan, chỗ các cậu có tân tướng quân hoạt động không? Chỗ này không có tân tướng quân, chỗ này toàn là người của chúng ta. Điên rồi. Trưởng quan nói ở đây có người cấu kết với địch. Cậu, tập hợp tất cả mọi người, kể cả lính gác, không được mang súng. Tới đây ngay lập tức. Được. Mọi người tập hợp, mau lên. Mời trưởng quan. Mau lên, mấy người các cậu lập tức tập hợp. Cậu cậu tử, xuống đây tập hợp. Bỏ súng xuống. Đại quê, mau tập hợp. Bỏ súng xuống. Dạ rõ, đừng lề mề nữa. Đi. Mau lên, đừng có lộn xộn. Trưởng quan ở đây nè. Nghiêm. Nhìn bên phải thẳng. Trưởng quan, họ đã tới đủ. Họ đều là anh em tôi. Không phải cậu nói không có tân tướng quân sao? Không có. Tôi nói cậu biết, chúng tôi là đại đội du kích tân tướng quân. Đứng yên. Đứng yên. Anh. Đồ khốn kiếp. Đối phó với tiểu đội trưởng còn con như cậu, đối với chúng tôi mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Thật ra, trưởng quan, tôi không ức hiếp người dân, tôi không muốn làm cho bọn Nhật lâu rồi. Nhưng mà thiếu gia nhà tôi muốn làm, nên bắt tôi phải làm. Tôi nghe nói, hôm nay có một con tạo tới đây. Nói, khi nào tới? Chiều nay. Là chiều nay. Tạo đó tới từ Ninh Ba. Hình như trên tàu có rất nhiều cái này nè. Nói thật đi, tôi đem nhân phẩm ra đảm bảo. Anh hỏi họ đi. Đúng. Tôi nghĩ, lát nữa chúng ta nên đi đón bọn Nhật. Được. Nhan Cương, cậu dẫn mấy tên nguyện quân này đi nhóm lửa nấu cơm. Được. Đi. Tới rồi. Tôi là Kameda. Xin hỏi anh là... Tôi là thiếu quý Yamaguchi. Xin hỏi anh từ đâu tới? Tôi là tiểu đội trưởng trung đội 3, thiếu quý Kameda. Chấp hành lệnh vận chuyển vũ khí. Mời anh vào đồn kiểm tra. Chúng tôi đã chuẩn bị cơm chiều cho các anh. Cảm ơn rất nhiều. Mời. Đi thôi. Rõ. Trưởng quan, mời vào, mời vào. Mời ngồi, mời ngồi. Trưởng quan vất vả rồi. Trưởng quan, uống miếng nước. Đây đây. Trưởng quan, uống miếng nước. Trưởng quan, để tôi rót nước. Trưởng quan, uống nước đi. Uống nước đi. Xin mời. Mau lên, mau lên. Trưởng quan. Ngài không phải Kameda. Cô ấy bị bệnh. Tôi là người thực hiện nhiệm vụ lần này, thiếu quý Yamaguchi. Có thể cho tôi nhìn mặt ngài ấy không? Chúng tôi biết nhau lâu rồi. Được. Mời đi theo tôi. Mời. Xin mời. Bên này.
Mời. Xin mời. Được rồi, để đây đi. Vất vả rồi. Đại đội trưởng, có một cây súng máy. Lần này thu hoạch không nhỏ, 45 cây súng và hơn 1.000 viên đạn. Coi như chúng ta đã giành được thắng lợi nhỏ. Tiếc là tôi không thể tham gia chiến đấu. Không giết được gì lính Nhật, đánh không đã chút nào. Dù sao đi nữa, chúng ta lấy được vũ khí đạn dược này là chuyện rất vui. Đúng đó, giải quyết được vấn đề nóng của chúng ta. Sao mọi người nhìn tôi? Tôi nói sai sao? Tôi nói thành ngữ mà. Ý của Nhan Cương là vấn đề cấp bách. Trung đoàn trưởng Lưu mà anh nói tên gì vậy? Lưu Nghiệp Minh, trung đoàn trưởng quân Hòa Bình. Cô đâu có biết anh ấy đâu. Mau đi theo tôi. 1, 2, 1. Tới rồi. Trung đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, anh thấy cô ấy thế nào? Sát thủ. Đội viên du kích, đừng để cô ta chạy thoát, bắt sống cho tôi. Mau lên. Trung đoàn trưởng, anh có sao không? Không sao, đuổi theo cho tôi. Đuổi theo. Thiếu gia, còn tôi nữa. Còn tôi nữa. Đuổi theo. Mau. Hiểu hả? Đừng bắn, tôi là Lục A Cường. Đi theo tôi. Mau lên. Lại đây. Mau lên, bên đây. Đi bên này. Lục đại ca, đi, đi theo tôi. Mau. Vào đây. Xuống dưới đi. Mau lên. Cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Cẩn thận nha. Mở cửa. Ra ngay. Mở cửa. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Mau mở cửa. Ra ngay, ra ngay. Mau lên. Có nghe thấy không? Mau mở cửa, ra ngay. Mở cửa.
Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu, có nhìn thấy đội viên du kích không? Cô ta ám sát trung đoàn trưởng luôn. Đuổi theo tới đây thì mất tích. Có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Nếu như không tin thì vào lục soát đi. Đi, tránh ra. Không được tha cho người của đảng Cộng sản. Lục soát thật kỹ. Trưởng quan, có nhìn thấy người nào đáng ngờ không? Hay có nghe tiếng động nào lạ từ bên ngoài không? Người đáng ngờ, không nhìn thấy. Hình như tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng chân tiếp đất. Tiếp theo nghe thấy tiếng chân leo tường. Sau đó không nhìn thấy gì nữa. Khốn kiếp. Rõ ràng là cô ta nhảy từ bên ngoài vào đây, sau đó leo tường ra ngoài. Đồ ngu. Anh đã làm mất thời gian của hoàng quân. Khốn kiếp. Đuổi theo cho tôi. Mau lên. Đội trưởng Lại, sao cô ta lại chạy thoát? Làm việc cho hoàng quân đâu có dễ dàng. Đúng đúng, không dễ dàng chút nào. Có phải ý cậu là tôi làm hán gian không? Không dễ dàng không? Đội trưởng Lại, tôi không có ý đó. Ý tôi là thật sự không dễ dàng. Làm hán gian thật sự không dễ dàng. Không dễ dàng. Đội trưởng Lại, hay là chúng ta vào nhà uống trà đi. Tôi còn phải làm gì? Đi, mau lên. Đội trưởng Lại, không uống trà sao? Đừng lại gần tôi. Anh đúng là cảnh sát đặc biệt, khứu giác rất nhạy bén. Biết tôi đang trốn ở đâu. Nếu tôi muốn tố giác, cô đã bị bắt lâu rồi. Không cần phiền phức như vậy. Tôi hỏi anh, tại sao ám sát Suzuki lại khiến nhiều kẻ địch tới như vậy? Điều này khó lý giải lắm sao? Khu vực này lớn bằng lòng bàn tay. Chỉ cần có động tĩnh gì, kẻ địch sẽ biết ngay. Có nghĩa là tôi du quan cho anh rồi. Chuyện này bình thường thôi. Con người cô rất háo thắng. Thời đi học cô đã du quan cho tôi mấy lần. Anh còn nhớ chuyện thời đi học sao? Tình bạn giữa chúng ta không thể quên. Anh cũng có lương tâm. Trung Nghĩa, anh đã mất liên lạc với đảng bộ. Tôi muốn giúp anh khôi phục quan hệ trước đây. Thôi đi, bây giờ tôi rất ổn. Với lại, tôi biết rõ tính tình của ông chủ đới. Nếu tôi quay lại quân thống, tôi sẽ bị điều tra một năm. Sau đó là bị ghẻ lạnh. Tôi nghĩ không cần. Anh nói cũng đúng. Nhưng mà tôi có thể nói về anh với đặc phái viên quân thống ở khu vực này, để họ tìm hiểu anh, viết bản đánh giá, sau đó báo cáo ông chủ đới. Đặc phái viên quân thống là người mới à? Anh hỏi chuyện này làm gì? Hỏi để biết. Đây là bí mật của quân thống, tuyệt đối không được tiết lộ. Đối với bọn Nhật mà nói, nó không còn là bí mật nữa. Bọn Nhật đã biết đặc phái viên quân thống tới Gia Hải rồi sao? Sao anh lại cười? Đặc phái viên quân thống tới Gia Hải năm ngoái, hắn là khách quen ở đây rồi. Chuyện này cũng biết sao? Hơn nữa bọn Nhật còn biết biệt danh của hắn là Anh Vũ. Mau đi. Mau, mau đi. Lưu phủ. Lão gia không ổn rồi, hải tặc tới rồi. Đi đi đi. Lão gia, đứng yên. Cá đầu bự, cậu nên biết, bây giờ là dân quốc, phải tuân thủ pháp luật. Tuân thủ khỉ mốc. Tôi chính là pháp luật. Mau đưa cho tôi vàng bạc,
Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Tôi là thân sĩ ở đây. Tôi sẽ không chấp nhận điều kiện của hải tặc. Hôm nay ông không có quyền quyết định. Vị đương gia, kêu các anh em lục soát từng phòng thật kỹ, mang tất cả mọi thứ đáng giá về cho tôi. Chờ đã, các anh đứng yên. Đại ca gì ơi, chỉ cần anh không đụng vào lão gia nhà tôi, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Sao là Tam phu nhân? Nghe người ta nói Tam phu nhân của Lưu phủ rất thích xuất đầu lộ diện, rất trượng nghĩa. Hôm nay được gặp, tôi thấy người ta nói đúng. Được rồi, muốn tôi không đụng vào lão gia, cô phải đưa cho tôi 20.000 đồng đại dương. Mau lên, đừng nổ súng, đừng với lão gia nhà tôi. Được, tôi đưa cho anh 1.000 đồng đại dương, các anh đi về, hôm sau tới lấy thêm được không? Bố thí cho ăn mài à? Im đi. Tam phu nhân là người trượng nghĩa, nói chuyện rất dễ nghe. Được, cô hãy đưa cho tôi thêm 1.000 đồng đại dương, tôi sẽ đi về. Mau, mau đi lấy 2.000 đồng đại dương. Đây rồi, đây rồi. Mau lên. Đây rồi, mau lên đi. Tạm biệt. Tam phu nhân, cô làm vợ của Lương Nghiệp Minh thật đáng tiếc. Cô làm áp trại phu nhân của đại ca tôi sẽ tốt hơn. Đi thôi các anh em. Đi, đi thôi. Đi thôi. Lão gia, người đâu, có thích khách. Trưởng quan, trưởng quan, có chuyện gì vậy? Khốn kiếp, trưởng quan, trưởng quan. Có chuyện gì vậy? Đừng để nó chạy thoát, đuổi theo, đuổi theo. Chạy đi. Có thích khách, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, chạy mau, chạy mau. Chạy mau. Bảo vệ hết lại, không được cử động. Tước súng của bọn chúng. Trưởng quan, ở đây xảy ra chuyện, cũng nên báo cáo cho trưởng quan Suzuki phải không? Qua đây. Cậu, đi báo tình hình ở đây cho anh Suzuki. A Tứ, A Tứ. Đội trưởng, anh tới rồi. A Tứ, tôi tới trễ. Cậu cho tôi biết là kẻ nào dám bắn lén cậu. Hắn, chính là hắn. Hoàng, cái gì? Đội trưởng, lúc tôi trúng đạn quay lại, thấy Hoàng Tiên Kiếm cầm súng cười gian. Đội trưởng, đội trưởng, anh phải báo thù cho tôi. Tôi phải lột da hắn, báo thù cho cậu. Mấy người bắt đảng cộng sản gì chứ, rõ ràng là gài bẫy tôi. Đội trưởng lại, không phải tôi, không phải tôi bắn thật mà. Kéo ra.
Phó Quan Hoạt, Phó Quan Hoạt. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trung đoàn trưởng, ban đầu chúng tôi đang tuần tra. Sau đó A Tứ chạy tới, nó có phần tử đảng Cộng sản. Chúng tôi mới đuổi theo, ai ngờ lại có người nổ súng. Chúng tôi nổ súng cũng là để giải tán đám đông. Rồi A Tứ trúng đạn té xuống, tôi mới chạy lên định đỡ anh ta. Thì trưởng quan bao vây chúng tôi lại. Đội trưởng lại cũng dẫn người tới, hỏi A Tứ xảy ra chuyện gì. A Tứ nói là chúng tôi nổ súng bắn anh ta. Đội trưởng lại xông lên đánh mấy cái, đánh Phó Quan Hoàng thành ra như vậy. Anh ta đòi đánh tiếp, trưởng quan mới cho người kéo anh ta ra. Đồ ăn hại. Đội trưởng lại, anh làm gì cũng quá đáng đó. Còn chưa thấy rõ là kẻ nào bắn, anh đã đánh Phó Quan Hoàng thành ra như vậy. Trung đoàn trưởng Lưu, lúc đó chỉ có Hoàng Tiên Kiếm và A Tứ ở cùng nhau. A Tứ nóng lòng lập công mới chạy về phía trước, trúng đạn ở sau lưng. Không phải hắn thì ai bắn? Không đúng. Được, tôi không nói với anh nữa. Tôi nhờ trưởng quan phân xử. Là kẻ nào nổ súng? Đã xảy ra chuyện gì? Chào trưởng quan. Chúng tôi đuổi theo thích khách, chạy tới đây thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Đội trưởng lại, anh nói tiếp. Trưởng quan, chuyện là như vậy. Tôi không đuổi theo thích khách, nhưng khi tôi dẫn người tới đây, tôi thấy A Tứ nằm trên đất, sau dài trúng một phát đạn. Tôi tới lay cậu ta tỉnh lại. A Tứ mới cố gắng nói với tôi là Hoàng Tiên Kiếm bắn lén sau lưng cậu ta. Trưởng quan, chính bọn họ thả thích khách đi, chắc chắn là đồng bọn. Anh nói bậy. Muốn hại tôi thì làm công khai đi, đừng đâm sau lưng tôi. Mau đưa tới bệnh viện, nói với bác sĩ, phải cứu sống người này. Khoan đã, nói với bác sĩ phải kiểm tra vị trí đạn bắn vào, làm cậu ta tỉnh lại. Họ rõ ràng là kẻ nào đã bắn bị thương cậu ta, rồi về đây báo cáo với tôi. Đội trưởng lại, anh không cần lo lắng. Bác sĩ của Hoàng Quân rất giỏi, cấp dưới của anh sẽ không sao. Cảm ơn trưởng quan. Cảm ơn trưởng quan quan tâm. Cảm ơn trưởng quan. Phó Quan Hoàng, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Trưởng quan, hồi nãy tôi với Đại Thắng đang tuần tra trên đường, tự nhiên thấy một cô gái chạy ngang qua chúng tôi. Sau đó A Tứ chạy tới nói có thích khách với Cộng sản. Chúng tôi mới chạy theo A Tứ có mấy bước thì nghe tiếng ai đó nổ súng, đám đông bỏ chạy toán loạn. Chúng tôi chạy ra khỏi hẻm, rồi không biết là ai lại nổ súng sau lưng chúng tôi. Rồi A Tứ té xuống. Phó Quan Hoàng, ý cậu muốn nói phát súng đầu tiên không phải của các cậu bắn, còn người nào bắn phát đầu tiên các cậu cũng không biết chứ gì? Ai bắn phát đầu tiên chúng tôi không biết thật mà. Tôi không hiểu đó trung đoàn trưởng, tại sao bọn họ ngậm máu phun người du oan cho chúng tôi? Tôi du oan cho cậu hồi nào? Tôi thấy cậu mới là người ăn nói lung tung. A Tứ tỉnh lại là nói với tôi chính mắt nhìn thấy cậu bắn cậu ta. Nếu trưởng quan không tới kịp lúc, cậu sẽ bắn thêm phát thứ hai. Đội trưởng lại, đủ rồi, đừng cãi nữa. Cậu nói đi, trung tá. Tôi nghe thấy tiếng súng mới chạy tới đây. Còn ai là người bắn phát đầu tiên tôi cũng không biết rõ. Không chừng là đồng bọn của đảng Cộng sản đó. Đúng vậy,
Trưởng quan, tôi bị quan. Trưởng quan, Kim Minh Đạt, ông ngậm máu phun người. Tôi không phải đồng bọn của đảng Cộng sản. Trung đoàn trưởng, tôi bị quan. Trung đoàn trưởng, cứu tôi. Trói tất cả lại. Cứu mạng. Đi mau, tôi bị quan. Tôi bị quan. Trung đoàn trưởng, tôi bị quan. Đại quý, đại tá Saito ở trong đó. Rõ. Đại tá, cô tới rồi. Ngồi đi. Đừng khách sáo. Quệ Dạ Hương, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ăn sashimi là vào lúc nào không? Dạ nhớ. 3 năm trước, lần đầu ngài đưa tôi tới bờ biển để ăn sashimi. Lúc đó tôi còn không dám ăn. Nằm xuống. Mau lên, bảo vệ trưởng quan. Mau lên, có thích khách. Trưởng quan đi mau. Trưởng quan đi mau. Đi. Đi. Đi, đi mau. Mau lên. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đi. Lên, đuổi theo, mau lên. Mau lên. Mau trốn đi. Sao còn chưa trốn? Mau trốn đi. Được. Mở cửa. Mở cửa. Tới liền. Có kẻ khả nghi nào vào đây không? Bây giờ nửa đêm canh ba, ngoại trừ hoàng quân các người, còn ai dám tới đây? Đi khám xét. Khám xét. Trưởng quan, các người nửa đêm rồi còn không nghỉ ngơi, cũng cực khổ quá. Hút điếu thuốc đi. Mời. Báo cáo trong này không có. Không có. Báo cáo không có. Báo cáo ở trên cũng không có. Đều không có. Đi. Cô lấy súng định đi đâu? Tôi không thể ở lâu, sẽ liên lụy cô. Cô cầm súng chạy ra ngoài bây giờ mới liên lụy tôi. Cô là người bán thuốc lá đó. Cảm ơn. Cảm ơn đã cứu mạng. Nên làm mà. Cô là đảng Cộng sản. Sao hả? Định tố cáo tôi? Cô kìa. Cô cứu mạng tôi, sao tôi tố cáo được? Tôi biết cô là người của quân thống. Chỉ cần cô đánh giặc trừ Hán Giang thì cô là bạn tôi. Nhưng nếu cô dám làm hại đảng Cộng sản, tôi sẽ không tha. Cô cười cái gì? Đang nói chuyện với cô rất nghiêm túc đó. Không cười nữa. Tôi đang nghiêm túc nói cho cô biết. Tưởng Mỹ Mỹ tôi quyết không làm chuyện gì hại tới người Trung Quốc. Cô nói thật chứ? Đúng. Vậy cô có thể làm bạn với tôi. Tôi sẵn lòng kết bạn với cô. Hứa chắc rồi đó. Được.
Trưởng quan, ngài không được làm như vậy. Tôi là người nhà của quân Hòa Bình. Người nhà của quân Hòa Bình. Quân Hòa Bình chỉ là một con chó của hoàng quân, huống chi người nhà của họ. Trưởng quan, kẻ nào bắn súng? Khốn kiếp! Bắn! Đừng để nó chạy thoát. Cầu du sanh. Lưu Phủ. Đại đội trưởng bắn trúng rồi. Bắn trúng rồi. Bắn rất hay. Bắn rất hay. Còn hai con nữa. Đồ khốn. Đại đội trưởng, trưởng quan, trưởng quan, trưởng quan bớt giận. Đi. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng. Cậu ấy không hiểu chuyện, khiến cho ngài hoảng sợ. Tôi mời ngài tới nhà trọ Đông Hải ăn hải sản. Ăn phân đi. Không ở nhà tiếp đãi khách quý mà muốn ra ngoài ăn. Bất lịch sự. Không phải như vậy. Vì đầu bếp của nhà tôi hôm nay xin nghỉ, Tam phu nhân bị bệnh, cho nên không thể nào tiếp đãi ngài. Tam phu nhân bị bệnh? Không phải hồi nãy vẫn khỏe sao? Tôi đi thăm cô ấy. Trưởng quan, chuyện phụ nữ đừng bận tâm. Chúng ta đi ăn đi. Khốn kiếp, hắn khiến cho tôi hoảng sợ. Tôi đâu còn tâm trạng để ăn. Khốn kiếp. Mẹ mày, dám tới nhà tao giở trò với vợ tao. Đại ca, tên Suzuki đó thật xấu xa. Vợ của anh cũng dám đụng vào. Lẽ ra hồi nãy nên nổ súng trong nhà bắn chết hắn. Đừng nói nữa. Được. Có thêm hai ngôi sao, đúng là khác hẳn. Thôi đi, mới được lên thượng quý, làm ăn cũng kém quá. Nói tới chuyện này, tôi lại không phục. Rõ ràng lần trước là tôi dẫn các anh em đi lật tung xào quyệt đội du kích. Vậy mà đội đặc vụ lại giành trước, mất cơ hội lập công. Bằng không, tôi đã lên thượng quý từ lâu rồi. Đừng nhắc đội đặc vụ trước mặt tôi. Nhắc tới tức điên. Trung đoàn trưởng, tôi đã lên làm thượng quý. Vậy chắc được lên làm đại đội trưởng rồi chứ. Thằng nhóc này, tôi biết là cậu thèm muốn vị trí đó, vẫn để dành cho cậu. Hơn nữa, đại đội các cậu cũng không thấy đại đội trưởng đâu hết. Chỉ có đại ca chu đáo. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn trung đoàn trưởng. Cậu nói xem Lưu Nghiệp Minh tôi có phải thông minh hơn Lại Gia Sơn nhiều không? Dạ đúng. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Phim TV. Đi, đi. Qua đây. Làm gì đó? Cẩn thận một chút. Đứng lại, mấy người đi đâu đó? Trưởng quan, chúng tôi là ngư dân thôn Đại Áo. Các người là đội du kích, mà bắt chúng lại. Dạ. Không được cử động. Đứng yên. Tất cả đứng yên. Làm gì hả? Định tạo phản đúng không? Từ sáng tới tối chẳng có gì hết. Chán thiệt đó chứ. Trời nắng muốn chết, không thấy bóng người nào. Đứng lại làm gì đó? Con gái. Là con gái kìa. Tới đây. Mau tới đây. Tới đây nào.
Là một cái gì? Đại đội phó Hoàng. Cái gì mà đại đội phó? Không thấy một ngôi sao thành ba ngôi sao rồi hả? Sau này tất cả phải kêu là đại đội trưởng, nghe không? Đại đội trưởng, đại đội trưởng. Đại đội trưởng Hoàng phải ăn mừng đó nha, chắc chắn rồi. Đại đội trưởng Hoàng. Đây không phải là ông anh trong dân đoàn của thôn Đại Áo sao? Đại đội trưởng, chúc mừng nha. Chúc mừng. Cảm ơn. Mà xa xôi vậy, mấy anh chạy tới đây làm gì? Cấp trên có lệnh phải đóng cổng thành. Hôm nay mấy anh em đừng đi nữa. Vậy trời nóng quá mà, sao anh em này lại phải quấn khăn? Là anh họ của tôi bị sốt rét. Là người anh em Giang Cương phải không? Vào thành làm gì? Cảnh sát thành, chúng tôi muốn ra khỏi thành. Ra khỏi thành. Tiểu đội trưởng thành. Đại đội trưởng, hình như cậu thăng chức cũng nhanh đó. Dạo này chắc làm toàn chuyện lớn, không có công lao thì cũng cực khổ mà. Sao vậy? Tiểu đội trưởng không vui hả? Ăn nói kiểu gì vậy? Cậu thăng chức tôi tất nhiên vui rồi. Nói cậu nghe, mấy người này là anh em của tôi từ nhỏ tới lớn. Nếu không có chuyện gì thì để họ đi đi. Nghe rõ chưa? Đều là anh em của tiểu đội trưởng Thành. Thả họ đi đi. Dạ, cảm ơn nha. Đi thôi. Xin phép trước. Sao vậy? Đại đội trưởng còn chuyện gì không? Nói anh họ của anh lo chữa khỏi bệnh đi. Được, cảm ơn nha. Được rồi, đại đội trưởng. Cảm ơn nhiều. Cậu thăng chức còn thiếu tôi một bữa rượu mừng đó. Tôi đi trước. Không thành vấn đề. Đại đội trưởng, lần trước anh thăng chức mời các anh em uống rượu, tiêu hết 5 đồng đại dương. Lần này tính bỏ ra bao nhiêu đây? Lần này tôi chuẩn bị 20 đồng đại dương. Tốt quá. Các anh em không say không về, hay lắm. Hoàng Tiên Kiếm, làm gì đó? Khoe khoang. Cậu khoe khoang cái gì? Mau tập hợp người lại. Có người Nhật bị giết ngoài thành kìa. Chúng ta phải đi coi sao. Mau lên các anh em. Các anh em theo tôi ra ngoài thành. Cuối cùng là ai ra lệnh cho cậu đi phá hoại hành động của Hoàng Quân? Sao tôi biết Hoàng Quân có hành động gì? Tôi chỉ đi tìm mấy người bán rượu thôi, đâu có ngờ lại phá hành động của Hoàng Quân. Vậy nói đi, thật ra là ai kêu cậu đi tìm? A Cường nói trong nhà trọ hết rượu, kêu tôi đi tìm người bán rượu. Vậy chủ mưu sau màn chính là Lục A Cường? Không, chuyện này đâu có liên quan tới ông chủ. Là tôi tự đi tìm. Vậy chủ mưu sau màn chính là cậu? Không, là A Cường. Vẫn là Lục A Cường. Từ đầu tôi nhìn ra rồi, cái thằng đó không phải thứ gì tốt lành rồi mà. Không, đội trưởng Lại, chuyện này đâu có liên quan tới cậu chủ nhà tôi. Tới giờ còn định bao che người khác. Tôi thấy cậu nên tự lo cho chính mình. Ghi tội cho cậu đó. Tôi không. Lần này đội trưởng Lại nể mặt tôi chắc chắn sẽ trả lại ân tình của anh. Tiểu đội trưởng đừng khách sáo. Hai cái tên này chính là hai đứa khốn kiếp, làm sao mà xứng đáng vào đảng cộng sản. Trưởng quan Suzuki bớt giận sẽ không truy cứu nữa. Nhưng vẫn là đội trưởng có tình nghĩa. Sau này có gì cần tới tôi quyết không từ chối. Chắc chắn. Đại đội phó Hoàng tới đón người hả? Nhìn cho rõ đây. Bây giờ tôi là đại đội trưởng. Cậu mà là đại đội trưởng con khỉ, dù cậu là trung đoàn trưởng, ở chỗ tôi cũng không làm ăn được gì. Hôm nay người này tôi phải dẫn đi. Đây là lệnh của trưởng quan. Cậu có người chống lưng rồi hả? Sao đây? Tôi sợ quá. Đội trưởng Lại, bỏ đi, chúng ta đều là người một nhà. Để mặt chút, thả người đi. Vào đi. Rồi, đội trưởng Lại, cáo từ. Cảm ơn. Cáo từ. Đi thông thả. Đi thông thả.